hệ 1-800-6225. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 11 tháng 1 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô lên đến gần 350.000 tỷ đồng và nghị quyết về chủ trương 5 năm tới đầu tư xây dựng 729 km đường bộ cao tốc Bắc Nam. Tục khôi phục xuất khẩu nông sản ở các cửa khẩu với Trung Quốc. Các vùng xanh, luồng xanh đang được thiết lập để đảm bảo phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển cấp độ dịch sang vùng xanh hoàn toàn nhờ chiến lược bao phủ vaccine và chăm sóc y tế hiệu quả. Lần đầu tiên trên thế giới cấy ghép thành công tim lợn cho người, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kỹ thuật cấy ghép tạng động vật cho người.